bag. Voilà, ouais, full bag. Quá wow. Sáng giờ chưa được đôi nào đấy. Các cháu có đánh giày không? Có đánh giày không các em? Các cháu có đánh giày không? Xin lỗi anh, trước đây cái văn công văn nghệ gì không mà tên kèn hay thế. Văn công văn nghệ gì đâu, thổi chơi mà. Thổi chơi hay thế. Anh ơi, anh tự học à? Học hành gì đâu, hồi đi lính trong đơn vị anh em bảo nhau. Ồ, vậy là anh đã từng đi lính à? Vâng. Thế thì hồi đó anh ở chiến trường nào vậy anh? Khe Sanh. Khe Sanh? Năm nào? 68. 68. Vậy anh có đánh trận Tàm Bây Làng Vây không? Có. Có. Anh ở C6 D9 à? C6 D9 thằng này, C6 D9 đây. Anh không nhận ra em à? Ca sĩ Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương. Ôi đúng rồi, em đây. Ôi vậy là anh đã nhớ ra rồi. Hồi đó còn có anh Quốc Hương, anh Trần Hiếu, anh Mạnh Hà, chị Thu Hiền và vâng, và còn rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ khác nữa anh ạ. Đêm đó tất cả chúng ta cùng ôm nhau hát vang trong chiến hào dưới làn bom của địch. Đúng. Hình ảnh đó làm sao chúng ta có thể quên được? Làm sao chúng ta có thể quên được? Nhớ lắm. Nhớ lúc bom rơi, đoàn xe vượt lửa. Nhớ những đêm trăng rừng thơm phong lan. Nhớ mắt người em
đứng gác bên đường nhớ chiến trường xưa bao người ngã xuống, nhớ mọi vui buồn một thời chiến tranh, nhớ một con đường người người chiến công. Có một con đường thời ta đánh mi, có một con đường đi suốt quê hương, có một con đường đi qua thời đại, con đường thiên đường, con đường Trường Sơn. Nhớ những hôm giây đoàn xe vượt lửa, nhớ những đêm trăng rừng thơm phong lan, nhớ mắt người em